cái xe của chị Lan phải không? Thì cuối cùng là chị Lan hỗ trợ cho bị cáo bao nhiêu tiền? Dạ 20 tỷ. 20 tỷ, đúng không? 20 tỷ là số tiền mà bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, được bị cáo Trương Mỹ Lan hỗ trợ sau khi xin nghỉ sau 14 năm làm việc. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, ngày thứ tư xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, tiếp tục phần thẩm vấn đối với bị cáo Phạm Thu Phong. Đây là một trong hai cựu trưởng ban kiểm soát SCB bị truy tố thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án này. Tại tòa, bị cáo Phong khẳng định chức năng, nhiệm vụ của trưởng ban kiểm soát là kiểm tra các hoạt động của SCB từ hội đồng quản trị, tổng giám đốc và tất cả các bộ phận tại ngân hàng để đảm bảo các hoạt động của ngân hàng đều thực hiện đúng quy định pháp luật. Bị cáo này trình bày kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ do khi kiểm tra thì được báo hồ sơ đã cung cấp cho tổ thanh tra kiểm tra khác. Hoặc khi tiếp cận các chi nhánh khác thì hồ sơ không cung cấp đầy đủ nên không đánh giá được hết thực trạng của ngân hàng. Cũng theo bị cáo Phong, sau 11 năm làm việc cuối năm 2018, bà thấy sức khỏe không còn phù hợp nên xin nghỉ. Khi nghỉ việc, thông qua tài xế của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo được nhận hỗ trợ qua nghỉ việc 20 tỷ đồng. Khi mà bị cáo qua xin nghỉ việc, á, thì lúc đó là chị Lan có nói là có trong quá trình trao đổi á, thì chị Lan cũng biết là em biết bị cáo làm việc lên gần 11 năm. Và chị Lan nói là chị cũng biết em làm việc rất là áp lực, căng thẳng. Thôi em nghỉ việc thì chị cũng hỗ trợ một tài chính cho em. Thì lúc đó em mới nói là chị ơi, em cũng không có nhu cầu cần thiết đến như vậy. Thì thôi em nghe được nghỉ việc em mừng quá em mới về. Bị cáo Phong cũng giải thích việc tuy là người của SCB nhưng khi nghỉ việc lại xin bị cáo Trương Mỹ Lan vì thực tế mọi người làm việc ở SCB đều biết bà Lan là người quyết định tất cả. Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, làm việc tại SCB cũ từ năm 2007. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng với nhau, bị cáo Phạm Thu Phong tiếp tục làm tại SCB đến cuối năm 2018. Đến tháng 4 năm 2019 thì nghỉ chính thức. Quá trình làm việc, bị cáo Phong trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như kiểm soát viên, phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ, thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát SCB. Khi nắm giữ vị trí trưởng ban kiểm soát SCB, bị cáo Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn. SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phạm Thu Phong đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.000 tỷ đồng sau khi trừ các tài sản đảm bảo. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên tòa trong các bản tin sau.